Xin chào, tôi là Keyboard, năm nay 20 tuổi, và mọi người thường xem tôi một người anh hùng. Anh hùng ở chỗ, có điều gì trên đời mà tôi chẳng biết? Và thằng này mà chém gió thì đố ai bằng? Nhưng tôi không phải là anh hùng trong thế giới của các bạn. Tôi nói những điều mình nghĩ, làm những gì mình muốn. Dường như tôi đã không thể thoát khỏi thế giới do chính mình tạo ra. Liệu có còn con đường nào khác dành cho tôi?